Mazda 3 2020 Việt Nam gặp lỗi ở hệ thống phanh khẩn cấp. Một chiếc Mazda 3 Sport 2.0 lít Signature Premium 2020 bán tại Việt Nam đã gặp lỗi tương tự như lỗi dẫn đến việc Mazda phải triệu hồi hơn 30.000 xe ở thị trường Mỹ để khắc phục. Anh Nguyễn Long, chủ nhân chiếc xe Mazda 3 Sport 2.0 lít Signature Premium Mazda 3 Sport 2.0 2020 vừa mua chiếc xe này được 2 tuần thì đã gặp lỗi nguy hiểm. Cụ thể, xe tự kích hoạt chế độ phanh khẩn cấp khi đang di chuyển bình thường mà không có chướng ngại vật phía trước. Chiếc xe được anh Long mua từ đầu năm 2020, tổng trị giá lăn bánh là hơn 1 tỷ đồng. Chỉ trong 2 tuần sử dụng, anh Long đã 4 lần gặp lỗi này. Rất may là chỉ di chuyển chậm trong phố nên hậu quả lớn nhất chỉ là bị một xe gắn máy đâm từ phía sau làm vỡ biển số xe. Ngoài ra xe còn gặp nhiều lỗi như hệ thống phanh tự động hoạt động chập chờn, hệ thống tự động dừng động cơ không hoạt động. Đồng thời trên xe cũng có thông báo là hệ thống hỗ trợ lái và an toàn của xe đã bị vô hiệu hóa một phần. Nhận thấy đây là lỗi hết sức nguy hiểm, thực tế trong quá trình sử dụng cũng đã gây ra tai nạn không đáng có vì xe dừng đột ngột khi đang lưu thông trên đường. Anh Nguyễn Long đã mang chiếc xe tới Mazda Long Biên để kiểm tra. Bước đầu sau khi thực hiện kiểm tra nhanh bằng phần mềm, Mazda Long Biên ghi nhận hiện tại bình ắc quy của chiếc xe bị yếu, không cung cấp đủ điện cho hệ thống hoạt động dẫn đến hàng loạt lỗi nêu trên. Theo nhận định, lỗi này hoàn toàn giống với lỗi mà Mazda Nhật Bản đã ra thông cáo triệu hồi hơn 35.000 xe bán ra tại thị trường Mỹ. Theo Mazda, các xe Mazda 3 nằm trong diện triệu hồi có thể bất ngờ dừng xe khi đang lái do vô tình kích hoạt hệ thống phanh khẩn cấp tự động. Quá trình lập trình phần mềm hệ thống có thể khiến những chiếc Mazda 3 phát hiện sai một chướng ngại vật phía trước khi đang di chuyển và sẽ kích hoạt chế độ phanh khẩn cấp. Hệ thống phanh thông minh SBS là một phần trong gói công nghệ eActive Sense mà Mazda phát triển, trang bị trên các mẫu xe cao cấp như CX-8, CX-5 và Mazda 3 2020. Hiện Mazda Việt Nam vẫn đang tiếp tục kiểm tra và chưa có thông tin về hướng giải quyết cụ thể đối với trường hợp này. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu thấy hay hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh chúng tôi. Chân thành cảm ơn các bạn.